Chào bạn, sáng hôm nay mình lên vườn. Mình phát hiện ra mình có cái cải keo này, nhưng nó gãy đấy. Ngang này các bạn. À, nó gãy ngang luôn. Rồi, còn cây cải keo này á, thì nó cũng bị thối nhũn luôn rồi các bạn. Mặc dù là mình hôm vừa rồi mình đã nghĩ chỗ này á, cái cây này á, nó bị úng nước, cho nên là mình đào cái lỗ nhưng mà nó không ăn thua. Bây giờ mình mới dịch thử gốc ra mình kiểm tra coi sao. Bộ rễ rất là to, cây này bởi vì hôm bữa rất là to. Thật ra cái rễ này thì mình thấy nó vẫn còn đẹp. Mấy ngày vừa rồi thì nó lại mưa nhiều thật. Cây này thì nó bị ống ở chỗ này, chưa biết nguyên nhân tại sao. Bạn nào có kinh nghiệm thì chia sẻ cho mình thử. Rễ đẹp chưa, cây này rất là to, cây này mình ăn nhiều lần rồi. Qua cây này thì sao? Này hả? Bị ở đây. Để mình ngửi thử nhé. Này cũng bị thối rồi. Úng. Cái này chắc úng rồi. Mình thử moi một cái lỗ này coi cái sắp tới nó có sống không. Nó không sống được thì thôi. Mà mình hơi tiếc. Cái này thì trường hợp này thì không phải bị sâu đâu các bạn. Các bạn có kinh nghiệm gì chữa về cái vấn đề này thì comment cho mình biết nha. Xin cảm ơn, chào các bạn nha.